Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt ở nhà của hai ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là ngày hiện tại cháu Đức đã lấy vật liệu vào và đang tiến hành cho mấy anh em đội thợ là vận chuyển vật liệu. Và đến hôm nay thì mấy anh em thợ là vận chuyển hết vật liệu rồi. Xi thì mấy anh em đã vận chuyển hết rồi cô bác. Và cháu Lực cũng có đọc một số ý kiến của các bác ở trên kênh thì nói rằng là tại sao lại nhà thì chưa xây, tại sao lại lấy tôn vào, lấy tôn vào thì sợ nó hỏng ấy. Thì ở đây cháu Lực xin nói lại một lần nữa cô bác nhé, là do là cái quãng đường nhà hai ông cháu thì là nó vận chuyển nó khó quá. Và cháu Lực sợ rằng là sẽ đến cái ngày mà cần đến tôn rồi thì lại trời mưa, không có vận chuyển được thêm vật liệu vào nữa. Thì cháu Lực là tính toán để mà lấy hết vật liệu vào xem nó thiếu, nhưng mà nó chỉ còn thiếu, nó thiếu là thiếu khoảng độ là một chút thôi đấy, không có đáng kể đấy. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu để mà chia sẻ cho cô bác anh chị là không biết là cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi đấy. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà hai ông cháu của bác nhé. Chị cũng đi xuống dưới kia hả chị? Chị em cầm nước xuống đấy. Vừa rồi em để đấy. Chú Toán ra hết rồi à chị? Mà hôm nay nắng đẹp thì không sợ mưa chị nhờ? Nhà chị thì nương mọi gái thì cấy hết đấy chị? Ruộng nương là trồng hết không chị nhờ? Vâng. Cái công việc của mày hôm nay là chắc là đội thợ sẽ tiếp tục là vận chuyển xi đến xuống dưới kia đó các bác. Mà đưa với chị Bình. Bông anh toàn về tầng nào á? Xi làng nào được nhỉ chị Bình? Thế là xi là bây giờ là hôm nay là tơi xi rồi chị hôm nay á. Mấy anh em thợ là hiện tại là đang, chú Toán với lại anh Phòng là hiện tại là đang đi xuống cái điểm mà chuẩn bị chỗ xếp xi các bác ạ. Xi thì đợt này sẽ phải là xếp lên cao hơn, sợ rằng là sẽ dính là trời mưa đấy. Thế là các chú là vừa rồi chắc là cũng vừa mới lắp xong mấy tời này. Tại đây thì là hôm nay cháu Lực nhìn thấy là xuống đây thì gạch cũng được là các chú là chuyển hết ra đến đây rồi cô bác. Bây giờ thì vừa mới đến thì anh đang chuẩn bị là tìm một cái góc nào đấy để mà xếp cho nó gọn thì nó mới được lâu hơn. Phải biết rằng là sau khi mà mình hoàn thiện nhà thì là lấy gạch vào thì giờ đấy mới gọi là cũng chuẩn các bác. Thế nhưng mà tuy nhiên thì vừa rồi cháu Đức cũng nói ấy, là trong cái thời gian mùa này thì nó rơi vào tầm mùa mưa một chút ấy, cho nên là tranh thủ là nắng ấy, với lại cái quãng đường mà nó di chuyển cũng khó khăn đấy, cho nên là cháu Lực là lấy một phát là về hết luôn. Thì bây giờ những cái gạch này có bác này, những cái nào mà chưa cần dùng đến ấy, thì cháu Lực sẽ xếp gọn ra một góc xong là đi lấy bạt về để mà che. Ôi, chào chú Toán nhá, chào anh nhá. Hai chú Toán đây, chú gửi một chào tới các bác. Chào các cô, các chú, anh chị ạ. Công việc của hôm nay mình cháu mình sẽ làm gì chú? Hôm nay chỉ có tơi xuống xong rồi xếp gọn xi vào đây ạ. Xếp gọn xi à? Vâng. Ở đây là chú xếp gọn vào góc này à? Vâng. Ui, để cao như này thì nước làm gì mà thấm đến nữa chú nhỉ? Nhưng mà để thước quá sửa lâu nó chứ không làm kịp nó lại ẩm nó chết xi ạ. Vâng. Hôm nay chỉ việc mới tơi xuống để chuyển xi xuống tại chỗ đây hết á. Thế là hôm nay là chắc là tơi được xuống rồi nhỉ trên đây. Vâng. Xi chưa tơi đây xuống đây bao nào đây chứ chú? Chưa xuống bao nào đâu. Chưa giờ xuống à? Chuẩn bị làm. Thế còn là những để lại. Vâng. Thế còn những cái chỗ sát đây là gạch thì là hết chuyển hết ra đây rồi chú. Vâng. Đây ở đây thì là thấy các chú với lại anh thì xếp chỗ điểm mà để xi quá, xếp này rất là cao. Bây giờ thì để chỗ này thì là mới gọn nhỉ, để dưới kia thì máy nữa lại cần chuyển rồi. Máy nữa mình đào móng, sửa lại móng xong rồi mình trộn xi thì nó hơi
nền hơi hẹp. Vâng. Hôm nay chú lại anh ra từ mấy giờ đấy? Là từ 5 rưỡi 6 giờ. 5 rưỡi 6 giờ à? Mùa này thì có vẻ như là xuống này là oi hơn này chú nhỉ? Vâng. Vậy ông đi đâu rồi chú? Ông đi xã. Ông lên xã à? Đi lấy thẻ căn cước hay sao? Ông thì lên trên xã cái điểm mà hôm nọ ông bảo là để căn cước trên trên công an đấy các bác. Hôm nay thì là ông đi lấy. Ôi, em chào anh Phong nhá. Chào em nhá. Chào chào công các bạn. Hôm nay là ra đây là 5 giờ rồi anh. Đúng rồi, anh ra sáng sớm rồi, mùa này nóng lắm. Vâng, thấy là cô với lại chị là ở trên đấy đợi rồi. Anh sửa làm cho ok xong rồi lên cười xuống. Vâng. Đấy, còn về những cái tôn này các bác này. Tôn này thì là hiện tại là cho được xếp gọn lên trên này, xong là mấy nữa sẽ tận dụng lại xem là những cái tấm bạt nào anh không dùng đến ấy, sẽ dùng bạt để mà phủ lên. Mùa này thì là sẽ phải mua là nhiều bạt hơn. Khỏi đủ con ngủ. Gạch là một tí tời là tời một phát là xuống đây luôn à chú? Ra đây luôn. Ra đây à? Bây giờ nếu mà tời bây giờ nếu mà bỏ gạch mà bỏ hết đi xuống tới nền này thì là mấy nữa làm thì cũng lại chuyển đi chuyển lại. Thành ra là các chú là để lên để hết lên trên này luôn. Thóc nhà ông để như này thì không sợ mất à nhỉ anh nhỉ? Ừ. Đấy, chỉ sợ rằng là có người ta thấy ông không ở nhà các bác, nhưng mà hầu thời gian này thì là ông không ở nhà thì có các anh thợ là thường xuyên là ở đây rồi. Đây, còn cái gạch này là sẽ là cái gạch ốp gạch ốp nền, cái gạch ốp nhà vệ sinh ở đâu chú nhỉ? Bên kia. Hôm nọ thì đáng nghe ra là lấy loại khác cô bác ạ, đấy nhưng mà lên trên thì là không có. Thành ra là bắt buộc chỗ lực lại phải lấy ra cái loại này, nhưng mà loại này thì cũng là loại gạch để trong nhà vệ sinh cô bác nhá. Đây, cái màu này này cô bác này. Đấy, đây là có những cái vân đây này thì nó sẽ chống trên trật này các bác. Đây nó có gạch này là nó gạch hôm nọ chỗ lực lựa chọn đấy là nó lồi hơn. Đấy nó có đá xếp như kiểu là giả đá đấy, nhưng mà gạch này là nó không có. Cái gạch thì để các anh em thợ là xếp gọn ra một chỗ xong là sẽ lấy bạt về phủ. Mày thì hôm nay là xuống là cũng không có. Vừa giẫm cái cỏ phát xong bị trật rơi hôm nay. Ở đây cũng là gạch hết này các bác này. Nhà của hai ông cháu thì sẽ gồm là gạch trắng này, xong là thêm là cái gạch nền nữa, cộng thêm là một số là mấy miếng gạch mà chỗ lực dùng để trang trí thêm nữa. Công việc của anh em thợ làm như thế nào thì cho được tiếp tục là chia sẻ cho các cô bác anh chị là cùng biết. Cái bồn rửa tay thì tất cả mọi cái thì cũng đã vận chuyển hết là ra đến đây rồi. Hôm qua là gạch là có dùng máy tời xuống không anh gạch ấy? Gạch hoa. Vâng. Không, gạch hoa thì lát thôi, lấy vác thôi em ơi. Gạch hoa lấy vác á? Vâng. Thế là hôm qua là gạch hoa với lại sắt tôn này kia của bác này thì là vác bộ là từ trên tít trên nhà của đoạn đường trên kia kìa là còn xuống đây. Bây giờ là xi này thì là bây giờ dùng cái máy tời để mà tời thì mới được không bác ạ? Hiện nay có được bù thò xử hóc lên chứ. Eo cho máy thằng bác đây. Ui cái này phải cũng phải cẩn thận đấy nhá. Nguy hiểm lắm đấy. Để máy. Ui. Bình tĩnh. Thế mà tỉ nó như vào tạt. Cái này bây giờ thả thấp quá thì nó lại dính. Thấp xuống cũng được. Dính ở bên này nhờ. Bây giờ thì xếp hết ra bên này xong một tí nữa mới đổn đi xuống cái kia để mà xếp ở dưới kia. Phải nói là
vận chuyển là khó rồi, mà ra đến chỗ này là như kiểu là vật liệu để này kia này càng khó hơn cô bác ạ, còn khó hơn nữa. Khốn nè, kéo đi. Rồi sẽ có là một số cái là sẽ chưa có thể là vừa các cô bác anh chị mạnh thường quân đấy, nhưng mà rất là mong là các bác cũng thông cảm, tại vì là con đường này thì nó khó vận chuyển vật liệu. Yeah, chặt thêm là cái gì anh Phong? Anh đi tìm cái cây để cứ làm cái kia để gác ấy. Ông thì là hiện tại là lên trên trạm là vẫn chưa về đâu các, chắc là chiều trưa thì ông mới đi về. Vừa rồi thì nghe mấy anh thợ nói là ông bị cảm mà anh. Đúng rồi, ông bị ốm. Thế là không biết là ông lên trên là có phải truyền không nhỉ anh nhỉ? Anh cũng không biết được. Đây hiện tại là đang tới thế này là phải rất là cẩn thận đấy cô bác ạ, chứ không là xi mà rơi xuống đây là phải, bây giờ mà rơi xuống là hỏng luôn, coi như là hỏng luôn nếu mà chưa có làm kịp ấy. Anh đi ra đây này anh. Cho sang đấy. Ở trên kia thì là hiện tại là có chú Toán này, thêm là với lại là hai chị nữa. Đây, đây thì nếu mà không có dùng cái máy tơi này thì mà bác xi từ trên kia xuống thì là 120 bao đấy các bác ạ, chứ nhà của hai ông cháu thì cũng làm một gọi là đủ diện tích cho hai cháu mà ở thôi, làm to quá thì cũng ở chẳng hết đâu, cho nên là nếu mà làm ấy làm là tiền mà còn dư ấy, nếu mà thông thời gian tới thì được các bác cô chú ấy ủng hộ thêm thì tiền còn dư sau này có thể là giúp đỡ cho hai cháu là làm thêm những công việc khác. Dưới đây là chỉ có một mình anh thôi à? Một mình anh, mỗi một mình anh ở đây không biết có làm được không. Cái xi măng đấy. Có cả thêm anh kia đấy nhỉ? Chắc phải hai người mà mới làm được. Ở dưới đây là phải hai người là đàn ông thì mới ở được, mới làm được cô bác ạ, tại vì là nó cao hơn đấy. Được không đấy? Chắc chưa anh? Ô cái này một tí nó tời hết ra đến đây xong là để xuống cái kia cũng khó đấy nhỉ. Này tí 13 là chắc là xếp đi xuống cái kia là được rồi anh ạ. Để nhiều quá là tí nó trôi xuống ấy. Giờ xếp cái này xong lại phải chuyển xuống cái kia xếp một lần nữa. Hết. Quá vất vả đúng không? Chỗ này. Đấy, CC là đến đây nhá. Như kiểu đôi lúc là nó kiểu nó bị mắc ấy. Đây, ở đây thì là chúng tôi nhìn thấy là anh ra bên kia lấy thêm mà rơm về để mà để xuống bên kia để lúc nào mà cái bao xi nó rơi xuống ấy, thì nó sẽ có một cái nó sẽ có rơm để nó cản ấy, hay là nó không bị vào cây thì nó sẽ sợ nó bị thủng, sợ rằng nó sẽ bị thủng. Này là vừa zin luôn nhỉ? Hả? Thank you.
này để làm coi như là cái vật chắn của nó à anh? Chắc chưa anh? Rồi anh đi thử nhá, đừng có theo anh nhá. Vâng. Đấy, cẩn thận nhá. Không ạ. Đang vật liệu đang vào hết rồi đấy. Toái ơi, buộc kiểu này. Này nếu mà hôm nay mà chuyển hết xi thì ngày mai là có thể là tiến hành là vào làm được đấy anh nhỉ? Hôm nay hết xi, mai mà bắt đầu là tiến hành vào làm rồi đấy. Vâng. Vì thời gian này thì... Này nhưng mà nhà của các anh ở gần đây nhưng mà mình vẫn phải làm lán chứ anh? Có chứ, mình vẫn làm lán, ăn ở tại đây luôn chứ. Vâng. Không phải là đi lại, không phải đi lại nhỉ? Bây giờ trời nắng thì anh em mình cũng thôi cố gắng thôi em ạ. Thời gian vừa qua do thời tiết cũng ủng hộ thì mình có thể... Vâng. Dậm chân tại chỗ hơi lâu rồi. Vâng, sắp xỉa được một tháng rồi. Nếu như mà thời gian vừa rồi mà sau khi mà tôi được lấy vật lấy gạch vào đấy, thời tiết mà ủng hộ thêm là có thể là đến giờ này là có thể xong phần phần thô của nhà hai ông cháu rồi. Ây da. Ây. Bỏ đã khó rồi còn lại gặp cái chỗ mà để vật liệu cũng khó rồi anh nhờ. Chỗ đứng đã khó rồi. Ê! Ông có tìm tập tới xuống tay và éo cho sòng không này. Anh phải để lấy một bao, tí sợ là kiểu phanh không kịp ấy. Đây, phanh cho cái vào. Đúng rồi. Thì nó bảo phát minh thế này được không? Thì nó thủng bao thôi. Bỏ lo, cốt ơi. Bỏ lo ngầu đấy. Thấy là hai chị là đang buộc này, tốc độ của nó thì phải nói là đi rất là nhanh các bác ạ, tốc độ này ấy. Nhìn trong hơi chậm thôi. Đấy, bây giờ thì có đấy, quá đẹp. Đấy, bây giờ thì có cái bó rơm nghệ ở thì nó đỡ hơn một chút các bác ạ. Vừa rồi thì chưa dùng rơm này mà để ấy. Thì các anh cũng mới tời được đâu đó là bao này là bao thứ ba thôi. Là 120 bao nhỉ? Thế là còn 100 là... 117 bao nữa. Chà. Chết rồi, nó buộc toàn buộc này. Lúc mà thả xuống thì hơi khó một chút anh nhỉ? Long này, hả long là pi. Hơi khó đấy. Ở trên kia thì buộc thế nào là nó mới chắc, còn dưới này là mình không biết làm thế nào để nó mới lỏng được. Bây giờ thì để anh phào phân lại thêm là anh ở đây một chút làm thì cho lực sẽ lại tiếp tục là di chuyển lên trên kia xem các cô với lại chú Toán để làm tiếp ở trên kia nữa. Và hiện tại thì các anh là để tạm như vậy đã cô bác nhé, để một tí nữa thì sau khi mà tời được nhiều thì các anh sẽ lại tiếp tục là di chuyển đi xuống kia để mà xếp vào cái chỗ mà vừa rồi các anh có làm đấy cô bác ạ. Bây giờ thì vật liệu là ở trên nhà anh còn loại nào không anh? Hay là xuống đây hết rồi? Ở chỗ trên anh còn mỗi một hộp gạch ốp nhà vệ sinh. Gạch ốp nhà vệ sinh à? Ừ. Thế là gạch ốp nhà vệ sinh hôm nào xuống là cầm xuống nào xong cũng được anh nhỉ? Chứ còn toàn bộ là đến nơi hết rồi. À. Bây giờ mỗi xi măng nó là vào đến nơi hết rồi. Thế là trong hôm nay là có thể là hết nhỉ anh nhỉ?
trong hôm nay sẽ cố gắng để cho hết số xi này để mai là bắt đầu vào công việc. Thế là công việc của mình làm thì trước tiên là mình sẽ làm cái gì trước anh? Bây giờ thì anh chưa tới xi đến khi đến chỗ ổn định không bắt đầu anh vào làm sắt. Sắt à? Vâng, làm sắt là đào bóng là tiến hành đổ răng. Hôm qua thì xi này có bị dính mưa tí nào không anh qua? Không, bắt đầu từ hôm vật liệu là đến đây cũng là may mắn là trời không mưa. May mắn là trời không mưa đúng không? Có mưa hôm mà mình hạ xuống là trời mưa một tí nhỉ hôm đấy. Nhưng mà không thành vấn đề. Vâng. Mưa phùn một tí thôi. Bây giờ là đến tận thời điểm này là không mưa nữa là tối là chắc xi vào đến nơi hết là. Vâng. Được rồi. Anh phải nói là bây giờ sức thì là dẫn lực bỏ ra, với lại thêm là các anh thợ bỏ ra nữa. Nhưng mà tất cả công lao mọi cái thì đều là nhờ các bác, cô chú, anh chị là mạnh thường quân rồi. Trong thời gian tới thì sẽ rất là mong sẽ được sự trợ giúp của các bác là nhiều hơn. Sẽ được mong rằng là khi mà hoàn thiện nhà sẽ được các bác giúp đỡ là giường hay là tủ hay là chăn ga gối đệm nữa thì là cũng gọi là đầy đủ rồi hiện tại đây. Cái kinh phí làm ấy thì là vẫn chưa có đủ cho nên là rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác là trợ duyên cùng. Đứng ở đây mà không cẩn thận là xi này văng vào là cũng nhập viện luôn đấy. Một bao xi thì nó rơi tầm độ 50 cân rồi. Cảm giác như đôi lúc chú Toán phanh kịp là rất là nhẹ nhàng anh nhỉ. Ôi dù. Mỗi tội là anh Toán, anh Phong là đứng ở đây là như kiểu là chỗ này là chiều cao không khiêm tốn nữa, khiêm tốn nữa. Ôi dù. Khá khó đây nhỉ. Cà rất khó để nhá. Không thể có cách nào để đỡ hơn được. Từ trước đến giờ vẫn chưa nghiên cứu được chỗ nào mà mình bỏ dễ hơn nhỉ. Ôi trời. Hôm nay là có cả con trai của chú Toán gia hộ đấy nhỉ. Sắp đi học rồi đấy nhỉ bây giờ ấy. Thanh niên này điện năm nay lên lớp mấy rồi chú? Lớp 6. Mình đến lớp 6 rồi à? Không đội mũ à? À. Là chú là có lán được đâu nữa? À ngay trên này á? Vâng. À, cháu đây không biết là lán của nhà chú đâu nhá. Vâng. Đây, bé bé thôi mà biết đi ra phụ bố phụ mẹ rồi. Mấy đứa chắc là say rồi ra phụ vớ đấy chú nhỉ. Vâng. Mà lúc nào rảnh thì mới ra hộ được chơi chú nhỉ. Bây giờ kia nếu mà bây giờ bảo các cô đi đỡ thì chắc là không có đỡ được đâu. Để hai chị đi đỡ chắc là không đỡ được đâu. Có rơm để đấy, nó đỡ hơn. Anh chú có bỏ mát chưa má? Ồ, anh chú nó muốn còn uống. Đây đây, của chú đội không? Như cây dưới kia là cây mắc khén hay sao chú nhỉ? Cái gì kìa? Có hoa kìa. Là có sai quả đâu. Cho thấy nhiều bông phết ở đây. Bông mấy ngày nó rụng hết. Ờ. Bữa nay có một cây này. Vâng. Đây. Bạn cũng từ lúc này.
Từ ở đây nếu mà vác bộ từ đây đến kia là ít nhất phải là một chuyến, phải rơi tầm độ 2 phút thì mới đến được một bao đấy. Bây giờ nếu mà dùng cái máy tời thì trong độ tầm là mấy giây thôi là đến dưới kia rồi, đỡ mệt hơn phần nào. Trước kia thì tuổi gạch là những cái chỗ kia thì là dùng cuốc để mà đào thành một cái rãnh này đi ấy. Đây là phải đeo khẩu trang ấy, bụi lắm. Thời tiết ở dưới, thời tiết vào cái mùa này thì là nắng rất là oi của bác ạ, thời tiết mùa này ấy. Ông ma lên buông trời. Cái chỗ ruộng người ta vừa mới cấy ra. Cho... à, một sung à. Mà đây ông ở dưới là phải chơi một thuốc lào này của bác này, nó khỏe hơn nên làm bí thuốc lào xong rồi chắc là khỏe hơn. Này, à cô ơi, chị chưa? Đây, thanh niên để cái này vào cho mấy chú kia thuốc, bổ mấy chú ấy. Này dễ hơn gạch đấy. Này dễ gạch à chú? Bởi vì là nó cân nó như nhau hết. Vâng. Gạch là bao to bao nhỏ. Lúc thì chắc là gần 100 cân đấy, hôm nọ ấy. Hôm nọ tời là gần 100 cân á? Ờ. Đây là nó đều nhỉ, cứ một bao là 50-50 thôi. Vâng. Cho chú đeo một cái, nói chuyện nó to hơn đấy. Này nếu mà tời nốt hôm nay nữa là bỏ ra được chưa chú cái máy này? Cái này đây là cứ để đây đó. Bỏ thôi, bỏ ra thôi. Còn cái sắt này thì cứ để đấy, nhưng mà sợ nếu mà cứ làm cái đai kia nếu mà thiếu thì mới cắt ra, không thiếu thì để đấy, để sau này sợ nếu mà không đủ gạch thì mình lại để tời tiếp. Vâng. Không bây giờ mà bỏ ra thì mấy nữa lại gạch này thì là nó thiếu ấy. Vâng. Sợ nó thiếu ấy. Bây giờ cả gạch cả xi nó không biết là liệu là nó đã đủ chưa các bác. Bây giờ thiếu thì nó thiếu độ tầm là một ít thôi chứ không phải là thiếu nhiều nữa. Ông thì có lẽ là chắc là đi nằm viện lắm mà nhở. Thế giờ này là vẫn chưa về ấy. Ông là hôm qua là vận chuyển gạch cho cô bác ạ. Là hình như là chắc là gặp mưa một tí sao ấy. Đi trong xì chắc bị dính mưa à? Hôm nọ đi trong xì nhờ. Đến ban đêm thì là mưa các bác ạ. Ông là ông nọ là ngủ ở trên kia là ngủ. Hình như là không có đem chăn đi theo đâu ấy. Không, nó chỉ lấy bạt đi che ngồi thôi. À. Cả đêm thôi. Ngoài xì thì là vận chuyển nó dễ dàng hơn các bác, nhưng mà nó lại bụi hơn nhiều. Nếu mà có máy khẩu trang thì đỡ nhỉ. Không biết là trong túi đâu còn không, một tí nữa cho xem nó còn không. Hãy ngồi nghỉ ngơi một chút thì lại tiếp tục là làm tiếp. Cô lấy khẩu trang này. Chị. Khẩu trang này con. Lấy khẩu trang này. Đây này, em vừa lấy khẩu. Nhưng mà khẩu trang xong hơi khó thở đấy. Đeo khẩu trang là khó thở. Trước là em làm ở trên làng mông cái là bụi ấy, bảo là thương bụi thì lấy khẩu trang cho đeo ấy, nhưng mà đeo khẩu trang nhưng bảo là khó thở, không muốn đeo. Bởi vì mình làm mệt ấy, mình vâng. Không ra ấy. Vâng. Chị cũng không đeo đâu. Không đeo à? Đây thì em để đây nhá, nếu mà chị đeo thì chị cứ dùng nhá. Để góc cây này. Đeo khẩu trang nó sâu.
nhìn thấy là xi là thấy kiểu bốc lên xe bụi ấy, tội thì đấy khẩu trang đeo, nhưng mà đeo được tầm độ 1 phút rồi lại không đeo à? Tời xuống là được tầm chục bao cho chú Toán à? Tầm 6-7 bao thôi, rồi mới làm đấy từ... Cũng lâu lắm không hoạt động rồi, cái đầu máy này là đầu máy mới rồi chú? Đầu máy này lấy của nhà chú lên hay là lấy của nhà anh Phong ấy? Của chú. Cái kia hỏng rồi. Cái kia hỏng á? Mất 1.8 triệu rồi. Nhưng mà đây tời đây hỏng hay là... Tời hỏng rồi. Tời đây hỏng á? Mang về nhà mới hỏng à? Hỏng bây giờ lại đi lại mua cái này cái mới về. Cái đầu này một đầu là 1.8 triệu một đầu á? Đắt này chú nhỉ? Cái đầu này sát được gạo mà. Vâng. Bây giờ không lấy về làm thì chả biết làm cái gì nữa. Vâng. Không có cách nào để vác được xuống. Bây giờ vác được thì vác được, nhưng mà này hơi lâu. Này 2 ngày hết chưa? Tầm khoảng 1 tuần, cứ 3 4 chuyến là mỏi chân là không đi được nữa đâu. Vâng. Ở vào tàu thái tốt thì sao sử tắp nửa tay giả sử còn tốt lên eo sử chút bởi ơn lại. Tốc độ máy quay rất là nhanh của bác này. Tối nay nếu mà vận chuyển là bằng bằng sức người mà đi xuống dưới thì là mỗi người được tầm độ đâu đó là hơn 30 bao chú nhỉ? Vâng. Được 30 bao. Ở tố bên người Tây giả thêm còn. Để eo chỉ một đầy thái à? Sao chờ ngài nâng tố Tây thêm để eo chỉ thái bật thái bắt nữa. Chờ bàn tay nhá cái đây à? Chỉ phúc thằng bàn đây. Đi bị tàu đi bụi dòng năm thằng đầu ra đấy mày. Đấy, xuống dưới kia thảo cái là khói mùi mịt hết lên như kiểu. Đấy là nó phòng chi. Như kiểu xi là nó bị vớ nhưng mà không phải đâu. Ôi nhưng mà như thế này thì mấy nữa hàng xóm người ta không nói là nhờ. Như kiểu là xi nó khói xi ấy, nó bụi nó bay ra ấy. Bây giờ bụi thì không biết làm thế nào. Nào cũng đâu bụi nó. Ông thì từ sáng giờ là lên trạm xá là vẫn chưa thấy về đâu các bác, chắc có khi là phải nằm viện trên đấy rồi. Tay chơi chơi tiêm luôn. Đây có một cây sơn này. Cây này thì là cây rất là ngứa đâu các bác. Cây này nó mà động chúng là ngứa. Hôm qua là chuyển gạch cũng được hàng xóm ra giúp chứ chú? Vâng. Qua giúp bao nhiêu người chú hôm qua? 4-5 người, 6 người. À. Ngày kia cũng 6 người, 7 người. Thế là đi vào 12 người rồi nhờ? Vâng. Đấy là gạch gạch ốp thì không chở được. Mình lấy xe chở để nó đường đi khó, nó sóc thì nó bị vâng, nó bị vỡ đấy. Chú ơi, có điện thoại cho mượn mình một tí. Thì kéo cả hai chị đi ấy, cẩn thận nhá. Tốc độ lao từ dưới kia lên thì phải nói là rất là nhanh. Cảm giác như kiểu đi được tầm độ 23 bao ấy chú ạ. Còn 4 hàng nữa. 4 hàng nữa. Rồi hết rồi.
đâu có không dùng sắp dùng hết rồi. Một tơ này á chú? Là một tơ 204. Thế một tơ này là từ thời 204 à? Ờ. Thế là lâu phết rồi nhỉ, một tơ này chú? Cái này mua loại cũ về, cái này trước là máy sát gạo ấy. Vâng. Trước sát nghiền được mà, nhưng mà để lâu quá sáng nay mới định xem đi bới về. Thế là cháu thấy là cái những cái vòng vòng này, vòng bi này cũng dỉ hết rồi này. Lâu mà. Nên bỏ được mà gần chục năm đấy. Gần chục năm không sát rồi. Vâng. Có thế là ăn cơm ở dưới kia luôn chứ chú? Thế á? Thế ăn trưa rồi đấy. Vâng. Hôm nay thì chưa làm lán được này, chắc là đến ngày mai thì là chú cháu mình mới đi làm lán được. Em lán xong là chú cháu mình nấu cơm lại ăn luôn. Vâng. Bây giờ mặc dù là biết là nhà vẫn gần đây nhưng mà đi lại lại thì cũng tốn thời gian đấy nhở. Vâng. Làm ăn một chỗ thì mỗi buổi sáng với buổi tối mình ăn ở nhà, còn buổi trưa về nấu ở đây thì vâng. Vừa làm vừa nấu luôn. Vâng. Dễ. Nhưng mà xa thì xa thì là ăn ba bữa tại đây luôn, nhưng mà đây thì cũng gần. Bây giờ chuyển hết gạch đi xuống dưới thì là ông thì cũng ở dưới đây suốt rồi. Vâng. Ra đến đây thì không phải trong nữa. Vâng. Hôm nay nếu mà chuyển xi xuống hết thì còn là cái gì nữa mà trong nữa, hết rồi. Hết rồi. Sau này thì nó nếu mà thiếu thì nó chỉ thiếu độ là một chút nữa thôi. Bao kia lại bị tuột ra rồi. May mà không đi xuống dưới này. Bao này nó bị tuột là tuột ở ngay đây thôi. Vừa rồi nó bị mắc phải cái thanh tre này, cô nhỉ, chị nhỉ? Thanh nhà này dưới là mới bị tuột ở dưới kia luôn. Hôm qua để dài ở bên đây quá hôm qua. Hôm qua đỉnh hôm nọ để như thế đỉnh lấy xi vào bộ ở chỗ đấy luôn cơ. À, vâng. Thế kinh tráng ấy. Thế kinh tráng của nó. Chắc không bục đâu nhỉ. Chỉ cứ không, rơi xuống đây. Không bục đâu, chỉ có rơi xuống thôi mà. Ác kéo phen máy dây quát thôi mà. Nó không bị rơi xuống nước thì là được rồi. Coi như nếu mà xì là rơi xuống những cái thửa ruộng này là hỏng luôn. Có vẻ như đến trưa rồi, thấy là sức yếu đi rồi nhỉ chú nhỉ. Cái ông thì là đến giờ là vẫn chưa có về các bác ạ. Sáng nay thì là ông có bảo là lên trên xá để mà lấy căn cước, lại thêm là đi vào trong trạm để mà xin thuốc nữa. Qua là lại bị ốm một chút rồi. Không biết hôm nọ nó đi làm giấy CT07 đi làm thì hoặc là đi trước làm tải app này thì về thì nó chưa đi lăn tay không được hay sao, nhưng mà nó lăn một lần là không được. Thấy ông phó trưởng công an kia nó bảo là lấy đi xuống dưới để tra xem, thì nó cầm đi. Vâng. Thế là hôm nay hôm nọ lấy lên được chưa, vừa rồi đi lấy tiền điện liên nhà nước cho ấy nó cũng không được. Nhưng mà ông bảo là được tiền điện, nhưng mà là tiền như kiểu nào ấy chú? Tiền đấy á? Vâng. Tiền đấy là nó do đường điện xa thì bởi vì cái đường điện xa bây giờ nó dùng chung ấy, dùng chung cái này ấy, thì nó cũng được. Đấy, là nhà nước là mỗi hộ gia đình là 185.000 thì tất cả được. Thế là như là một tháng được hay là nó 6 tháng được một lần. 6 tháng được một lần là mỗi lần được là 185.000 à? Ờ 185. Ờ thế là cũng một tháng cũng rơi vào mấy chục nghìn thôi nhỉ. Ờ. Nhưng mà như các ông nếu mà dùng ở đây một tháng 1-2 chục thì nó cũng đỡ. Vâng. Chỉ mỗi tội là bây giờ 180 thì nó cũng gần đủ hết. Bây giờ mới tội là ông là không kéo được dây điện thôi. Đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ nó dùng chung thì nhờ chung thì nó cũng có, cũng có tiền điện. Kể cả bạn trên có một cái công tơ tổng xuống đây 5-6 người dùng thì nó đường điện xa thì nó cũng cũng được, bởi vì nó hơn 300 dưới hơn 400 là nó có tiền điện hết, kể cả nhà trung bình, nhà khá, nhà nghèo cũng được hết. Vâng. Nếu mà ở gần thì gần cụt 04 thì nó tầm khoảng 100 hơn 100 mét thì người khá khá là nó không được. Thì là thuộc dạng hộ nghèo thì mới được đúng không? Vâng. Hộ nghèo mới được. Còn nếu mà xa thì kể cả xa thì hộ trung bình cũng được hết. Vâng. Nó rơi vào tầm khoảng hơn 300 mét đấy. Hơn 300-400 mét. Như ở đây thì hơn gần 500 mét rồi. Vâng. Cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là làm như thế nào thì cho Lực lại tiếp tục cho Lực lại chia sẻ lên cho các bác cùng biết rồi. Có lẽ là đến chiều tối nay thì mới tời được hết là cái đồng xi này đi xuống dưới. Cái này phải làm như thế nó mới có đà chú. Còn không được à. Ôi chú cẩn thận nha, kẹp tay nha. Ôi cháu thấy ngón tay của chú đi đâu một đuốc rồi. Ngày xưa rồi. Ngày xưa là cái gì chặt chúng chú? Dao thái cỏ. Dao thái cỏ á? Hầu như là con dao thái cỏ kia là cháu thấy là rất là nhiều người mà. Cắm thét mày rất là cắp nhiều người dính chúng ấy. Cắm thét mày cắp bám à? Cắm sườn mắt này, sườn mắt này. Sườn yếu chứ, đây. Yếu, cho ngó bà nào. Kẹt dưới kia sao chú ạ? Bới thế nào được nhỉ? Phải bị kẹt mất là ở dưới kia rồi các bác, không lên được rồi. Đây có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được sự đồng hành của các bác nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Thank you.